biệt là những cái tổn thương mà ảnh hưởng và gây mô sẹo sơ ở vòi trứng. Ví dụ như là dính thầm, dính thì có thể cho viêm nhiễm vùng chậu, viêm nhiễm vùng chậu hoặc là phẫu thuật, rồi tiền căng thai ngoài tử cung, tạp vòng vẫn có nguy cơ làm tăng cái tỷ lệ thai ngoài tử cung. Bởi vì theo anh chị, khi mà tạp vòng á là nguyên tắc tránh thai cho những cái ca mà tạp vòng á là dụng cụ tử cung là sao? Nó không có tạo điều kiện thuận lợi cho lòng tổ, đúng không? Cho dù trứng đã tụ tinh rồi vào tới lòng tử cung không có điều kiện thuận lợi thì nó sẽ phải cho nên là những cái ca mà tạp vòng có thể gây thai ngoài tử cung. Và hiện nay có một cái yếu tố nguy cơ nổi lên rất là nhiều, đó là
máu hoặc là khối u buồng trứng mà có tiết beta hexerin ha, hoặc là những trường hợp áp xe bậc phụ và thậm chí là cho thuốc. Trong cái trường hợp mà thai ngoài tử cung á, trong cái trường hợp thai ngoài tử cung thì đa phần những cái thai mà nó nằm tổ ngoài tử cung á, thường là nó là cái dạng cuối thai trống. Cuối thai trống mình học trong cái bài siêu âm tâm có 11 rồi, cuối thai trống nó có nghĩa là gì? Nó là một thai kỳ không có phôi ha. Cho nên là đối với thai ngoài tử cung thường á là do cái thai kỳ không phôi, có một vốn dĩ là cái thai nó đã bất thường ha, vốn dĩ nó đã bất thường, cho nên là nồng độ beta hCG của những cái trường hợp thai ngoài thường là nó thấp, thường là nó thấp. Và các xét nghiệm tức là mấy chị thử quen thì nó chỉ dương tính trong khoảng từ 40-60% trường hợp thai ngoài tử cung thôi. Cái câu này mình hiểu không? Bởi vì là bản thân cái thai nó tiết ra beta hCG thấp, cho nên nồng độ beta hCG trong nước tiểu nó thấp, dẫn tới là mình thử que thì âm tính, thai thì thật ra bệnh nhân có thai. Do đó cho nên lúc đó cái beta hCG máu nó có giá trị hơn, đặc biệt đối với những trường hợp thai ngoài tử cung, ngoài trừ lịch điện học, cái chuyện là nó nhạy hơn, xét nghiệm sẽ thấy dương tính. Thì biết nữa thì mình sẽ coi về tăng trưởng thêm độ đồng học của beta hCG để cho nó thai ngoài. Đây, mình coi đây là cái trường cái nồng độ beta hCG, nồng độ beta hCG theo tuổi thai, à, theo tuổi thai các bạn thấy con số trung bình nó như thế này nè, nhưng mà cái mức độ di động của nó rất là cao, rất là cao. Và đặc biệt mình phải nhớ cái chuyện là từ 8 tuần trở đi, từ 8 tuần trở đi thì cái nồng độ beta hCG của máu trong máu nó đạt cái mức độ bình nguyên, đạt cái mức độ bình nguyên. Cho nên nếu như mà những cái trường hợp mà thai ngoài tử cung mà người ta đi khám mà trễ quá sau 8 tuần thì lúc đó người ta định lượng beta hCG mỗi 48 giờ để coi nó tăng trưởng như thế nào, coi chừng là mình sẽ không có đạt được cái giá trị giống như mình nói, thể thai trong tử cung là phải tăng gấp đôi sau 48 giờ. Rồi, cái này thì nhớ rồi nha. Khi mà nghi ngờ không biết là thai trong hay thai ngoài thì người ta sẽ cho lượng beta hCG máu mỗi 48 giờ. Có một nguyên tắc để nhớ đó là nếu thai trong tử cung thì nó sẽ tăng gấp đôi, nó sẽ tăng gấp đôi trong 48 giờ, hoặc là khó tăng không đạt trong 48 giờ thì con số ít nhất phải đạt đó là 66%, còn thai ngoài tử cung là nó tăng nhưng mà nó tăng dưới 60% trong 48 giờ. Còn nếu mà ngay cái lần đầu tiên mà các bạn thường lượng beta hCG của mặt ra 2000 đơn vị buồn, mình phải tìm thấy cái thai trong lòng tử cung, tìm thấy cái thai trong lòng tử cung phải siêu âm một cách rất là cẩn thận. Nếu mà không thấy thai trong lòng tử cung ngoài cái buồng chậu, mình còn phải coi ở phần bụng nữa, coi phần bụng, coi xong những cái khoang sau khúc mạc, coi thai có nằm ở đó hay không. Lâm sàng của thai ngoài tử cung á điển hình là ba triệu chứng: đau bụng ha, xuất huyết âm đạo, khối tịnh tự dưng đau. Thì như bữa học có nói rồi, khoảng 48% thai ngoài tử cung sẽ có đủ ba cái triệu chứng này. Còn một số trường hợp thai ngoài tử cung nó không có ra huyết âm đạo, hoặc là ra huyết trùng với ngày kinh, hoặc là một số trường hợp chưa có trễ kinh, cái này bữa học có giảng rồi, nên tôi không giảng lại. Thì ở cái chỗ này nè, bữa trước chưa nói, bữa nay hỏi không? Có trường hợp nào cũng có đủ ba triệu chứng: đau bụng, xuất huyết âm đạo bất thường, rồi khối tịnh tự dưng đau nhưng mà không phải thai ngoài tử cung, có chỉ nghe rì rầm chứ không biết là nói cái gì hết, u nang buồng trứng trường hợp nào nang buồng trứng xuất huyết, cái nang buồng trứng xuất huyết á thì nó sẽ không có giải thích được cái chuyện mà xuất huyết âm đạo ha. Thì nam thường chứng xuất huyết thì các bạn có thể có đau bụng, rồi các bạn cũng sờ thấy cái khối cạnh tử cung đau, nhưng mà nó lại không có cái
vụ của siêu âm trả lời cái gì? Trả lời có thai không? Có thai hay không? Rồi cái thai đó nằm trong tử cung hay là nằm ngoài, không nằm trong tử cung? Đối với những cái trường hợp mà người ta nghi ngờ có thai tái khám, vậy thì trường hợp nào nghi ngờ có thai tái khám? Tình huống nào thường nhất? Trị tinh. Đó là người ta trẻ tinh được quen như vậy. Đó là cái tình huống thường nhất mà đưa bệnh nhân tới khám với mình, đúng không? Trẻ sinh khởi quay dương tính thì lúc đó vô tới mình siêu âm thì dễ rồi, mình đi kiếm cái thai. Còn có những cái trường hợp mà ta sàng không gợi ý, những trường hợp không gợi ý là tự nhiên người ta khám, tình trước có nói nè, trong kinh tức là bởi vì cái ngày nó ra quyết định trùng với cái ngày mà có kinh, cho nên là bệnh nhân không gợi ý, bệnh nhân tưởng là có kinh. Nhưng mà người ta sẽ đi khám là bởi vì máu cứ ra ngoài, nó cái thời gian có kinh kéo dài và cái lượng máu khác với những cái lần có kinh trước, người ta đi khám vì mất kinh. Hoặc là người ta cũng đi khám chưa trễ kinh nhưng mà người ta vẫn que, có khi cũng chưa có dương tính nhưng mà người ta vẫn đi khám thai, bởi vì là người ta cảm thấy có những cái triệu chứng mà giống giống cái thai kỳ lần trước, cái nào cực căng hay là nó bị nô gì đó, có kinh nghiệm ta nghĩ đến người ta có thai, người ta đi khám thai mặc dù chưa có cái gì để trên lâm sàng thì gợi ý là có thai hết. Thì lúc đó thì các bạn siêu âm phụ khoa, các bạn tìm để coi có thai hay không và thai trong hay là thai ngoài. Thì khi mà cái thai ở giai đoạn sớm như vậy thì nhắc lại là chúng ta phải xác định cái túi mà mình thấy trong tử cung đó là túi thai thật hay là túi thai giả. Thật ra nói những cái hình để đưa ra rất là điển hình, cho nên là mình thấy nó rất là dễ, nhưng mà khi trên thực hành đôi khi mình không có thấy được cái dấu hiệu như vậy. Thì giờ mình nói cái điển hình trước ha. Trên thực là túi thai thật, túi thai thật mình sẽ thấy nó là một cái biểu hiện sao? Túi thai kép, một cái túi phản âm trắng có cái thành phản âm dày nhẹ, đúng không? Thành phản âm dày nó nằm ở đâu? Nó nằm lợt tâm. Tại sao lợt tâm? Bởi vì là nó sẽ làm khổ vào nội mạc của một thành tử cung, đúng không? Cho nên là nó nằm lợt tâm. Thì lúc đó nó cả cách mặt cách nào cũng vậy, nó cũng nằm ở một bên và mình vẫn còn thấy cái đường nội mạc bình thường ha. Đó là túi thai thật. Ở đây để mình thấy được cái gì? Có ai nhớ được không? Cái đường mà mình vẽ nó lòng tử cung. Ở trên là cái mặt cắt ngang nè. Đó. Dấu tô lên. Lòng tử cung nhưng mà đây là cái dấu hiệu gì nhớ không? Túi thai kép. Túi thai kép ha. Một cái nữa là để tăng thêm cái gợi ý là túi thai này là túi thai thật, dựa vào cái hình ảnh túi thai kép ha. Rồi, túi thai giả thì mình phải nhớ bản chất tạo thành cái túi thai giả đó là tụ dịch trong lòng tử cung. Cho nên là thứ nhất nó sẽ nằm ngay chính giữa lòng tử cung, và bởi vì nó đã nằm ngay chính giữa lòng tử cung rồi cho nên mình sẽ không thấy cái lòng tử cung bình thường ha. Kế nữa là nó sẽ thay đổi hình dạng khi mà mình thay đổi tính cách, mình cắt ngang nó thành tròn, mình cắt dọc thì nó dài ra. Nhưng mà khi mà mình xui xui trước mình sẽ gặp cái mình hơn thì mình gặp cái túi thai giả điển hình như thế này các bạn ha. Cắt dọc dài ra rồi đây, dài ra cái hình ảnh rõ ràng là túi dịch trong lòng tử cung, không có gì băn khoăn hết. Nếu mà mình gặp cái hình như thế này, gặp hình thế này thì các bạn nghĩ nó là túi thai thật hay túi thai giả? Khó xác định. Có dấu hiệu nào để gợi ý không? Khi bờ miệng không có phải làm dày không? Thật ra nếu mà nói á, mình cũng thể thấy cái chỗ này nè, cái miệng của nó cũng phải làm dày, đúng không? Cũng phải làm dày. Mặc dù nói lý thuyết thôi, mặc dù nói lý thuyết mình biết để túi thai giả rồi, thì mình sẽ ráng nói à, nó có dày nhưng mà nó cũng không bằng cái túi thai thật. Mà là thật ra khi thực hành các bạn gặp những cái hình này rất là khó khăn để mà mình xác định. Thì lúc đó thì bằng cách là các bạn cũng coi nó, nếu như là mình không chắc
thử què. Người ta có CV thì chắc là có thai rồi đó. Nếu mà ai còn thai thì tất cả sự ông giống vậy thì trả lời được. Mẹ em tuần sau. Mẹ em tuần sau. Có một câu cũng gần gần. Hẹn luôn luôn là đi tóc vàng trong sự ông sản khoa rồi. Nên đặc biệt là thai sớm. Mà có một câu thì mình cũng đừng ngạc nhiên là người ta hay kết luận đó là theo dõi thai sớm là một tử cung còn chẳng nói một việc của thai giả nữa. Rồi đề nghị kiểm tra một tuần sau quả khi có bất thường. Cái bất thường đó là cái gì? Xung quanh huyết, đau bụng. Cái trường hợp đó phải tư vấn bệnh nhân phải quay vào viện lại để mình siêu âm kiểm tra lại hoặc là đo lại cái bê tông CV. Cái lần này thì là nãy giờ nói rồi. Nhấn mạnh một cái chuyện nữa đó là tỷ lệ của vừa thai trong vừa thai ngoài thay đổi từ 1/2001 và cho tới là 1/30,000. 1/30,000 là đối với những thai kỳ không có nguy cơ và 1/2001 là những thai kỳ có nguy cơ. Nguy cơ gì các bạn? Nguy cơ gì? Nguy cơ gì tạo? Nguy cơ thai ngoài tử cung ha. Là bản thân người đó có những yếu tố nguy cơ nào dẫn tới thai ngoài tử cung mà mình biết không? Ví dụ như là tiền căn thai ngoài tử cung nè, bệnh lý viêm nhiễm bụng chậu nè, đàn hoàng mạc tử cung nè, hay là phẫu thuật hồi trứng, hay là thụ tinh nhân tạo. Đó, đó là những cái nguy cơ là như vậy. Và đối với những cái trường hợp mà thụ tinh nhân tạo, cái tỷ lệ này nó không còn là những con số này nữa. Đó là từ 1-3% ha. Tỷ lệ giữa thai trong và thai ngoài nó lên tới 1-3%. Mình thấy cái gì các bạn? Chỗ này là cái gì? Dịch này ở đâu? Dịch ở hố chậu. Hố chậu đâu? Hố chậu. Để vùng trứng, ngoài trứng. Ở vùng đầu đúng đúng không? Vùng đầu sau. Này dịch ở rãnh gan thận hay là rãnh horizon thì trước khi mà học cái dấu hiệu khác của thai ngoài tử cung á, tôi đưa cái dịch này ra để nhắc mình cái gì? Đây là cái dấu hiệu mà có thể có nhưng mà ít đặc hiệu nhất để các bạn chẩn đoán thai ngoài tử cung, đúng không? Bình thường á, bình thường thì phụ nữ trong độ tuổi sinh sản người ta vẫn có thể có dịch ở vùng đầu dương vai ha. Còn khi mà các bạn siêu âm thấy có dịch ở vùng đầu sau mà có tản âm bên trong, đúng không? Có tản âm bên trong thì mình gợi ý là có máu. Máu ở giai đoạn mà nó mới chảy có tản âm gì? Dày, tản âm dày. Có ai coi siêu âm mạch máu chưa? Có. Thấy máu trong lòng mạch phản ứng gì? Trống. Trống. Cho nên ở ngay cái giai đoạn máu vừa chảy ra thường nó sẽ có phản ứng trống. Nha. Rồi sau đó nó mới có phản ứng kém. Đúng không? Rồi kế nữa khi mà nó có những cái cục máu giống như vậy thì mình thấy nó sẽ có những cái mảng fibrin hay là những cái cục máu đông phản ứng dày. Rồi nếu mà bạn để mà tới cho nó tới mảng luôn thì trở lại phản ứng trống. Đó là kiểu thay đổi phản ứng của máu theo giai đoạn. Thì, nhưng mà thường á,
chết mất tiêu rồi, không phát triển. Mà tại các câu đó rồi, đa phần thai mà đi cung là nó sẽ tương ứng với một cái túi thai trống, một thai kỳ không có phôi, đúng không? Đã nói qua rồi, cho nên cái trường hợp mà mình thấy vừa phôi vừa danh sách nằm trong cái túi đó mình ít thấy hơn. Trở ngược lại khi mình thấy nó thì chắc chắn 100% là thai mà đi cung. Còn khi mà không thấy cái chuyện đó thì tùy vị trí nó sẽ có biểu hiện khác. Vị trí thường gặp nhất vòi trứng thì cái dấu hiệu để chẩn đoán thai ngoài tử cung là tubular sign, là mình sẽ thấy một cái vòng khoảng hông dày bao quanh cái túi thai nằm ngoài tử cung. Khi mà dùng đất lên màu thì mình thấy tăng sinh mạch máu xung quanh tạo thành cái dấu hiệu vòng nữa. Rồi hôm nay dễ để ha, các bạn coi từ dễ tới khó nha. Mình thấy có một cái vòng bằng hông dày, đúng không? Bao quanh túi thai. Trong túi thai này có gì? Có dân sắc và có phôi luôn. Nè, cái phôi nè. Ha. Rồi. Dấu hiệu còn nữa. Rồi. Rồi. Ở đây cũng vậy. Mình thấy ha. Một cái vòng bằng hông dày bao quanh cái túi thai. Túi thai này nó nốt méo nha. Bên trong không có dân sắc và tăng sinh mạch máu, dấu hiệu còn nữa. Rồi cái này cái túi và bằng trống, đúng không? Cái túi và bằng trống có cái gì đó cũng dày dày, chỗ này là túi thai, đúng không? Không, túi thai nó nằm ở đây ha. Vậy thì trở lại cái túi này, cái cấu trúc và bằng trống này là cái nang mạc thể của buồng trứng. Vậy thì cái thứ nhất mình để ý cái gì? Trong tubular sign thì cái viền bản thân dày bao quanh cái túi thai luôn luôn là nó có luôn luôn là nó trắng hơn so với cái viền của cái nang mạc thể. Và cái độ mà bản thân dày của nó, các bạn sẽ so sánh với cái gì? Với nội mạc tử cung. À, gần như là nó trắng tương đương với nội mạc tử cung trên cùng cái ca đó. Để làm gì? Để trường hợp mà khi mà mình siêu âm á, mà mình chưa tìm thấy cái cục này nè, chưa tìm thấy cái cục này, hoặc là ở trường hợp thai sớm mà chưa thấy thứ thai luôn, các bạn không thấy thứ thai trên nội tử cung, các bạn cũng không thấy cái tinh trùng sai của cái thai ngoài tử cung ở vòi trứng, mà các bạn bắt được cái thằng này phải cẩn thận nha. Tại vì có nhiều, rất là nhiều bạn nếu mà nó nằm gọn trong cái buồng trứng á, nằm gọn trong buồng trứng, cái nang này nó nằm gọn trong buồng trứng thì dễ rồi. Khi mà nó phát triển dần ra phía ngoài như này, các bạn nhìn thấy cái viền mô buồng trứng bao quanh nó nằm, nó là ở vị trí này, các bạn hay đọc nhầm, nó là thành dấu hiệu cho bên sai. Phải để ý cẩn thận ở chỗ này, cái này vốn dĩ nó là cái mô buồng trứng bình thường, cho nên nếu mà mình coi kỹ mình sẽ thấy những cái đây là một cái ca khác, ha, một cái ca khác. Ở đây tubular sign của thai ngoài tử cung, ở đây là cái buồng trứng, ở đây là cái buồng trứng, ở đây là cái gì các bạn? Cái thai có dân sắc trong lòng tử cung đàng hoàng trên cùng một bệnh nhân. Cái này là gì? Giờ thai trong thì thai ngoài dễ mà ha, nhưng mà đưa hai cái này để mình để ý nè, cái độ khoảng cách của cái viền túi thai ở tubular sign nội mạc tử cung, đúng không? Mình thấy trắng tương đương với nhau. Cô có dấu nào chỉ điểm cho mình một thai trong một thai ngoài không? Có dấu chỉ điểm cho mình biết là trong một thai trong có một cái thai ngoài. Thường siêu âm thấy thai trong thì cái mình tìm hai buồng trứng mình xong rồi kia. Thì cái đó là bởi vì mới nhắc đi nhắc lại, tại vì thường á khi các bạn làm á, các bạn thấy một cái thai nằm trong rồi thì cái mình hơi bị buông lỏng, đúng không? Mình coi qua hai cái buồng trứng như quanh tính vậy, mình coi buồng trứng ở
giờ nó đóng ở buồng trứng luôn, nó đóng ở buồng trứng luôn, chị làm sao mà phân biệt? Các bạn làm bất chân kiếm à? Thử que cô. Thử que biết cái gì? Có biết có thai mà tiền không có, không có. Nếu như trong tử cung cũng có thì mấy chỗ khác không có thì em có thể nghĩ luôn. Siêu âm không thấy thai trong tử cung, ha, định lượng beta HCG
Đó thầy đó là cái gì? Động mạch tử cung. Nó vẫn là động mạch tử cung, đúng không? Nó là cái đường động mạch tử cung, cho nên động mạch tử cung ta có tăng như vậy thì nó tăng như vậy là đương nhiên rồi. Dễ hiểu. Ở đây cũng vậy ha. Mình thấy cái thứ hai nằm gần tâm, cơ bao quanh họng có cái đường tăng như vậy từ lòng tử cung đi tới nó. Chẳng đó hai là khỏe. Một cái hiểu thai khác mà trong bài trước thì tôi không có nói, đó là thai sừng. Là khi cái thứ thai nó nằm trong cái sừng mù, hay là gọi khác là sừng sơ thai, trên những cái trường hợp bị phần tử cung. Là thấy là không? Tử cung này tử cung kiểu gì? Là nó trả lại cho tôi nói là tử cung một sừng. Tử cung một sừng thì trong tử cung một sừng nó có bốn dạng ha. Một sừng kèm cái sừng sơ thai ở bên, nó đang còn sừng bên phải, kèm sừng sơ thai bên trái. Cái sừng sơ thai bên trái có thần mạch, có chức năng và có thông thương với sừng bên phải. Rồi cái kiểu thứ hai là nội mạch của sừng sơ thai có chức năng nhưng mà nó không thông thương với sừng bên phải. Cái này thì là không có nội mạch, ở đây chỉ là cơ ha. Ở đây thì hoàn toàn nó sản cái sừng bên trái. Thì bốn cái dạng của tử cung một sừng này nè, về tần suất á thì cái dạng D chiếm 1/3, cái dạng C chiếm 1/3. Hai cái phần này thì cái kiểu cái dạng B thì nó chiếm 2/3, chiếm 2/3, chỉ có cái phần này là 1/3. Ở những con số này mình hiểu không? Hiểu ý tôi mới nói không? Do đó thì do cái tỷ số đó cho nên các bạn thấy này, nói cái này các bạn phải hiểu là 85% trường hợp thai sừng nó sẽ rớt vào cái trường hợp là dị tật loại B. Là dị tật loại B tức là sừng sơ thai có hoặc là có chức năng và không thông thường. Nên là nếu các bạn tập thai sừng, các bạn nhắc mắt lại, các bạn tập sừng tròn, thai ở sừng tròn, thai ở sừng tròn, tại nó sừng tròn có nghĩa là nó không có thông thường. Là các bạn muốn từ 85% sai 15% thôi. À. Vậy thì trở lại khi mà cái túi thai mà đó, mà trong khi á, mà trong khi mình thấy nếu mà ở cái dạng B này nè, ở cái dạng B này nè, thì các bạn thấy cái trứng nó đi vô cái sừng này nó dễ dàng không? Dễ không? Vô có được đâu, dễ không? À, tức là tinh trùng nó phải đi một đường rất là dài đúng không? Nó chui vào đây, nó đi qua đây, nó đi qua bồi trứng ở bên phải, nó dòng qua bên này, nó đi qua đây cái cành trứng, đúng không? Nó đi một vòng rất là xa, nó dòng đi 85%. Nó dòng qua nó đi ngõ nào cô? Và đối với bạn ở những cái trường hợp mà dị tật kiểu này nó
cái lỗ trong nó chỉ mở, mình có đo kích thước nó bao nhiêu hay mình chỉ thấy nó mở là mình kết luận. Nó mất liên tục của cái thấy rõ hả? Ở máy chiếu không thấy rõ. Ở đây là cái bờ ngoài nè ha, mình đi nè, đi bờ ngoài nè, chỗ này mình có thấy nó khuyết vô. Khuyết vô mất liên tục. Là giống như có cái hình chữ V nè, khuyết vô nè, đúng không? Đó là đối với bờ thân mạng là mình thấy nó lõm vô. Còn nếu mà bờ nội mạng á, thì các bạn sẽ thấy nó lõm theo cái chiều ngược lại nè.
việc là bây giờ thứ hai này nó nằm thấp ở đồng eo lòng tử cung hay là nó có bám vào vết mổ cũ, thì lúc đó mình phải cẩn thận mình đánh giá coi là có vết mổ hay không, và chắc nhất là hỏi bệnh nhân có mổ thứ hai được làm hay không. Nếu như mà trên tầm siêu âm mình không có, mình không chắc ha. Sau này do những cái trường hợp mà cái thai ngoài cái thai mà bám vết mổ cũ hầu như là nó cài lên được, và thậm chí khi mà nó nằm cao một chút, tức là nó không bám đúng ở cái vị trí này nè, nó nằm đúng đâu trên này, nằm đúng đâu trên này. Thì á, nếu mà bệnh nhân mà có tiền căn mổ lấy thai rồi, trước khi mà bác sĩ lâm sàng bệnh nhân muốn bỏ thai, trước khi bác sĩ lâm sàng mà người ta cho thuốc để bỏ thai, cho nên cái cách để bỏ thai luôn luôn người ta yêu cầu bác sĩ siêu âm phải trả lời là cái túi thai nó có dính vào bệnh mổ hay không, ha, có dính vào bệnh mổ hay không, mình phải trả lời cái chuyện đó nữa. Chứ không phải là nó nằm ở đây các bạn mới nói là bám vết mổ cũ, nó nằm được túi thai cho các bạn không nói. Bên kia là gì cô? Bên kia cũng vậy, bên này cũng vậy thôi chị. Rồi túi thai đúng không, chỗ này các bạn có nhìn ra vết mổ cũ không, có nhìn ra không, thấy cái đường kém kém đấy, mình thấy cái chỗ nó thiết vô nè, chỗ thiết vô nè, đi nha, từ đây ở cái cổ cái cung nè, bò xuống đây chỗ vô nè, và đi ngược trở ra. Trở lại mình nhìn cái hình này nè, đây là cái hình túi thai nó mắc thấp ở đầu eo, mình coi cơ tử cung ở vị trí này nè, có vết mổ cũ không, không có, và thậm chí cơ ở vị trí này nó cũng dày hẳn so với những cái trường hợp mà nó bám vào vết mổ. Rồi thai cốt, cái này mình trước nói rồi, đúng rồi.
dài vậy? Hả? Cái gì được kể, được kể. Được kể. Này không rồi này, trời ơi. Trong sân cô đúng không? Hai sân. Cái sân xưa ta là ở bên phải, là thấy cái đường nội bàn của bên phải là nó vẫn không thương với cái sân bên trái nè. Cái đường bàn dày các bạn thấy nè. Đi từ cái túi thai mà đi qua tới cái sân bên trái nè. Cái sân này nó vẫn không thương. Tức là một mấy. Thay đông ổ bụng. Trên sao sáng.